Thưa quý vị, cách đây một năm, khi cuộc sống trở lại bình thường mới, cũng là lúc bếp ăn từ thiện chùa Hưng Quế, ấp Lương Thuận, xã Lương Quế, huyện Dòng Trơm ra đời. Kể từ đó đến nay, cứ đều đặn vào các ngày mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 23, 30 âm lịch hàng tháng, nhà chùa đều có 300 suất ăn chay nếu là cơm, hoặc từ 400 suất trở lên nếu là mì bún, hủ tiếu xào, gửi tặng đến bà con nghèo, người lao động bận bịu với việc mưu sinh quá bữa. Bằng tấm lòng thiện nguyện của mình, có khoảng 10 người tham gia vào công việc lan tỏa tình yêu thương tại bếp ăn từ thiện chùa Hưng Quế. Ngoài ra còn có hơn 10 thành viên khác đến phụ việc luân phiên. Các cô, các chị hầu hết là người lớn tuổi, người về hưu, nhưng cũng có những tình nguyện viên là những người trẻ đến từ các đơn vị địa phương trong tỉnh. Chị Nguyễn Thị Cẩm Chi ở ấp Lương Thuận, xã Lương Quế là một trong những thành viên nòng cốt của bếp ăn và được mọi người giao đảm nhiệm vụ công việc bếp trưởng. Vào những ngày bếp ăn hoạt động, chị Chi đến từ khuya. Sau khi hoàn tất khâu nấu nướng, chị giao lại cho mọi người làm tiếp những công đoạn sau, còn chị tất tả chạy về nhà lo việc gia đình. Bận bịu là vậy, nhưng những nhọc nhằn của cuộc sống vẫn không ảnh hưởng đến nhiệt quyết chia sẻ yêu thương với cộng đồng của chị Chi và các thành viên bếp ăn thiện nguyện. Mình thấy cũng như là cô tổ chức cái bếp cơm này ra cũng có ý nghĩa với bà con. Thì nói chung là mình cũng là rất có tích một chút cái thời gian của mình ra phụ giúp cô. Nói chung là mình cũng khó khăn nhưng mà nhiều người khó khăn hơn mình. Nhiều khi mới thấy mấy cô nhận cái hộp cơm từ thiện của cô gửi xuống, thấy mấy cô vui dữ lắm. Nhưng mình thấy cảm thấy vậy, mình thấy cũng trong lòng mình làm như nó cũng có cái một cái niềm có động lực để mình làm, để mình giúp cho bà con. Mình thấy dừa thì nó quá rẻ, rồi bà con ở đây thì vừa mùa dịch nó thì nói chung cũng về kinh tế cũng vất vả. Thì mình có ý định để mở cái bếp ăn từ thiện giúp cho bà con nghèo khó khăn với những người bán vé số luôn. Nói chung ở vùng quê thì cái sự mà đóng góp để mình làm cái công tác thiện nguyện này thì nói chung về kinh tế cũng rất khó. Nhưng mà mình cố gắng, tại vì một khi mình đã mở ra thì mình phải cố gắng duy trì. Thì cũng động viên tín đồ Phật tử, những người mà khá, rồi những người mà mạnh thường quân đâu đó, rồi để hỗ trợ mình thêm để mình làm cho nó hoàn thành. Người nhận những suất cơm nghĩa tình ở tại xã cũng có, ở các xã bên cũng có, người bán vé số lỡ độ đường cũng có. Đặc biệt ai muốn nhận thêm phần cho người nhà, bếp ăn đều sẵn sàng trao tặng. Bà Lê Thị Bé ngụ tại xã Lương Quế làm công việc bán vé số cho biết, hoàn cảnh bà khó khăn nên 6 ngày bếp ăn phát suất ăn, lúc đi bán về ngang bà đều ghé xin nhận cho tất cả các thành viên trong nhà. Hôm nào bán ế về trễ, sư cô, Diệu Phụng đều căn dặn nhà bếp dành phần cho những hoàn cảnh như bà Bé. Ở đây là giúp đỡ cơ mà lên về dặn 5 phần vậy cho tụi nó ăn. À, có khi về nấu kịp, nó nấu không kịp rồi cũng nhận 6 ngày về ở đây cho không à. Thấy là mình quá nghèo rồi. Nhà trời chùa giúp đỡ thì mình mừng. Sau khi cô đã phát tâm xây dựng lên cái bếp ăn này thì Hội Chữ Thập Đỏ cũng ủng hộ cô và đã vận động một số mạnh thường quân cũng như gạo và đường và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho bếp ăn của cô. Mong sao là cái bếp ăn của cô duy trì lâu dài để phần nào chia sẻ những khó khăn của những người nghèo, những người bán vé số, những người cơ nhỡ trên địa bàn huyện Dòng Trơm. Ngoài một số nguyên liệu được hỗ trợ từ Hội Chữ Thập Đỏ huyện như gạo, rau củ của tiểu thương ở các chợ Lương Quế, Mỹ Lòng, tất cả nguyên liệu còn lại đều do sư cô Diệu Phụng gửi nhà xe mua từ chợ Đà Lạt chuyển về. Ngoài những bà con có thu nhập kha khá khi nhận suất ăn, có ủng hộ lại bếp ăn, thì tất cả chi phí còn lại đều do nhà chùa xuất quỹ để phục vụ những hoàn cảnh khó khăn. Tiếng lành đồn xa, cùng với người nhận suất ăn ngày càng nhiều, số thành viên phục vụ bếp cũng tăng lên. Và bếp ăn từ thiện chùa Hưng Quế không chỉ phát tại chỗ mà còn mang đến trung tâm y tế huyện để phát suất ăn miễn phí cho người nuôi bệnh. Thời gian qua, mô hình bếp ăn từ thiện ở các địa phương trong tỉnh Bến Tre đã trở thành nơi chia sẻ yêu thương của mọi người đối với những người nghèo. Bếp ăn từ thiện chùa Hưng Quế, xã Lương Quế, huyện Dòng Trơm đã ghi thêm một điểm sáng vào danh sách những địa chỉ đã và đang phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc bằng hành động san sẻ yêu thương đầy ý nghĩa và nhân văn, góp phần cùng thực hiện an sinh xã hội ở địa phương.